Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một số cái phôi hải châu ha, nhỏ nhỏ, xinh xinh, giá hay tiền thì nó cũng rất là nhẹ nhàng các bạn. Đầu tiên đó là mình giới thiệu với các bạn một cái cặp hải châu ha. Cái cây đó thì cây đầu tiên đó là hoành 23, cao lên là 27. Còn cái phôi kế bên thì nó là hoành 32 và cao là 36. Lá nhỏ nha, lá nhỏ rất luôn. Này là dòng lá rí đó các bạn. Dòng lá rí thì nó hơi dài dài ha, bầu bầu dài dài. Nói chung thì hai cái phôi này đế đắm thì được cũng rất là ok. Một cốt ok, đế đắm ok ha. Cây không có bọng lỗ gì hết ha, sạch sẽ ha. Đẹp. Cái phôi này thì cặp này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 500k bao vận chuyển ha. Nói chung là giá cũng rất là mềm các bạn, mềm mại dễ chơi lắm. Khó. Cây rất khá là khéo ha. Cây khá là khéo. Rồi nhắc lại ha, cặp này là mình giao lưu với bạn với giá là 500k. Rồi đến với cái cặp thứ hai các bạn. Cặp thứ hai thì nhìn dáng nó rất là khéo, nó khéo hơn cái cặp thứ nhất ha. Hoành thì một cây là hoành 22, cây này là hoành 22 à. Cao 35. Còn cây đây thì hoành nó 30, cao 30. Cặp này nói chung là rất là khéo các bạn, nhìn cái bộ rễ nó bỏ rất là khéo luôn. Thân lắc nhẹ. Nói chung là nhìn nó cũng rất là gân guốc luôn ha. Nhìn cây nó rất là đẹp luôn. Cặp này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 600k bao vận chuyển ha. 600k bao vận chuyển. Bạn nào thích thì mình liên hệ chốt cây ha. Đến với cái một cái anh chó Chihuahua các bạn, một con chó Chihuahua. Phôi hải châu này nó vào cái dàn lưng này thì tụi mình cũng cắt cái rễ nó cũng còn nhô nhô ra đó để nó kéo cái mặt cắt lại các bạn. Nhìn nó đẹp hơn. Nhìn nó xù xì hơn ha. Bạn trồng cái hoành ngang như vậy nhìn nó giống như là con chó hay con Chihuahua vậy các bạn. Và các bạn cắt, nếu mà các bạn trồng thì các bạn cắt nó hơi thun chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn các bạn. Cây này thì phôi này là hoành 30 và cao lên là cũng 40 hơn ha. Nói chung là cây này nhìn rất là khéo các bạn. Cây này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 350k bao vận chuyển. 350k bao vận chuyển nha. Hoành 30 và cao 43. Rễ rất là đẹp và nó bỏ chân cũng nhìn rất là khéo ha. Nhìn giống như con chó ha. Chó nhỏ ha. Rồi đến một cái phôi dáng phong trần nha. Cái phôi dáng phong trần. Hoành là 27, cao 50. Đây. Hoành 27 cao 50. Nói chung là các cái chốt đều sống ok hết ha. Nhưng mà cái cây này á nó lại là một cái cây mà nó phong trần vô cùng nha. Nó lũa các bạn. Bạn nào thích dòng bonsai lũa đó thì mình chơi cái dòng này nè, cái cây này là bonsai lũa rất là hay nè. Lũa. Còn các cái đầu rễ thì cơ bản là ok ha. Cái phần ở trên thì nó lũa thôi nhưng mà phần dưới thì nó không có gì hết. Hoành 27 ha. Cao 50, cao 50 từ mặt rễ lên nha. Phôi này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 350k bao vận chuyển ha. Phôi rất là đẹp nha. Nhưng mà nó có cái là lỗ thôi nhưng mà đẹp, lỗ nghệ thuật rất là đẹp. Rồi đến với một cái phôi hải châu chân dài ha. Chân dài mà nó dạng chân dài lở ha. Chân dài lở. Hoành nó thì 20. Hoành ngang tay của em bé nó cầm là 20 ha. Còn cao lên là nó 60, từ mặt đất lên là 60 ha. Cây nhìn cũng khéo các bạn. Hai chân bỏ xuống thì cũng rất là khéo luôn. Phôi này thì mình giao lưu với bạn với giá là 350k bao vận chuyển luôn. 350k bao vận chuyển. Nhìn khéo à. 350k bao vận chuyển. Hai cái chân nó buông xuống cũng rất là độc các bạn. Rồi đến với một cái anh rễ rất là khéo luôn nè. Cái phôi hải châu
Rất là khéo luôn ha. Hoành ngang đó là nó 31 nha. Cao từ cổ lên là 3 là 27. Phần đó thì nó trầy da ha. Trầy da và nó dạng như nó lũa, chết da lũa. Nhưng mà nói chung là cây này là khỏe ha nè. Tất cả các phần khác là khỏe hết nha. Cái dáng cái bỏ cái rễ các bạn thấy không? Nhìn đã vô cùng ha. Cái phôi này đẹp lắm nha. Đó. Phôi này thì mình bán không bao ship thì 350. Còn bao ship thì 400. Đó. À bạn nào thích thì mình chốt rồi. 400k. Phôi này không bao ship nha thì 350 nha, còn bao ship thì 400k. Nhìn khéo lắm các bạn. Cái này mà để lên cái dĩa thì thôi. Nhìn đẹp dữ dằn đẹp luôn các bạn ơi. Bỏ cái chân gà ghê gớm không? Ngặt nghèo thì chứ. Gãy gì mà ác ôn thì. Mấy cái thẹo ở trên là do mình cắt mấy cái phần rễ nó treo các bạn, cắt bỏ. Quá khéo các bạn, nó bỏ rễ ngặt nghèo khéo một cái. 350 ngàn không bao ship, còn 400 là bao ship nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Rồi, chúc các bạn một buổi tối thật là nhiều niềm vui và an lành bên gia đình. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.